Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Hồng Trinh lại quay lại với quý vị rồi nè. Hồng Trinh như ở trong cái video trước của Hồng Trinh đó, thì là Hồng Trinh đang nói tới cái việc mà các YouTuber hải ngoại lợi dụng cái chuyện thiền am bây giờ là tại vì nó có dính líu tới người già, tu sĩ và trẻ em. Họ lợi dụng cái câu chuyện như vậy để họ rõ ràng là họ làm cái việc gì thì chúng ta không biết, nhưng mà cái việc họ làm mà họ kêu gọi lên như vậy đó thì chỉ có mục đích duy nhất là họ kêu gọi đóng nộp tiền vô để cho họ lo cái việc cho những cái người mà họ nghĩ rằng họ nói rằng là cứu mạng không thôi, là chính quyền Việt Nam là sẽ mấy cái người này là sẽ không thể nào mà chịu được cái sự áp bức của chính quyền Việt Nam. Hồng Trinh quay trở lại với cái câu chuyện đó để cho nó rõ ràng hơn. Thì là Hồng Trinh đã nhắc tới một cái sự việc là cũng la làng lên như vậy đó quý vị. La làng lên về một cái người phụ nữ tên là Mẹ Nấm. Thì cái việc mà nó đem ra tới Hội Bảo vệ Phụ nữ Quốc tế luôn đó quý vị đó. Bởi như vậy thành ra mới gọi là ngay cái lúc đó thì là Tổng thống Trump mình gọi là ứng cử viên, ngay cái lúc đó là đang vận động tranh cử đó quý vị đó. Nó đem cái vấn đề đó ra thì mới liên quan tới cái chuyện mà đi ra cho tới làm cho nước Việt Nam mang tiếng ra tới tầm quốc tế, là tại vì họ đem lên Hội Phụ nữ Quốc tế mà. Tại như vậy thì là mới liên quan tới là chính Tổng thống phu nhân Tổng thống Trump đó, phu nhân của Tổng thống Trump đã nhúng tay vào đó. Khi cái sự việc đó nó xảy ra như vậy thì những người từng ủng hộ Tổng thống Trump lại có một cái vị đã đi lên YouTube để tuyên bố rất là giận dữ và rất là ông chia sẻ cái câu chuyện của ông đó một cách hết sức là giận dữ và một cách hết sức là thất vọng, vì chính bản thân ông là cái người để cho cái câu chuyện đó dẫn dắt ông. Ông mua một cái bức chân dung của nữ anh hùng Mẹ Nấm về treo ở trên trong văn phòng của ông đó quý vị, với giá 5.000 đô la. Quý vị ơi, mua một cái tấm chân dung của cái một phụ nữ mà mình không hề hay biết, mà cũng không phải là mỹ nhân hay là không phải là gì cả, mà là chỉ vì đó là nữ anh hùng tranh đấu cho sự áp bức và đàn áp của nước Việt Nam đó. Thì đem nhốt một cái blogger dám tranh đấu cho nhân quyền đó quý vị, vì cái lý do như vậy. Thì sau đó mà khi mà cái sự việc xảy ra, như là khi được qua bên Mỹ này lập tức quay qua mà cắn Tổng thống Trump, mà lập tức quay qua phản ngay như vậy đó quý vị, thì Hồng Trinh tin rằng rất là nhiều YouTuber và những người Việt ủng hộ Tổng thống Trump đều biết cái câu chuyện Hồng Trinh đang nói, và họ đã lên tiếng và họ thậm chí gọi cái blogger Mẹ Nấm này là nấm độc nấm gì đó quý vị. Nhưng mà cái lúc đó thì Hồng Trinh, như quý vị đã biết đó, Hồng Trinh mới bắt đầu chia sẻ những cuộc nói chuyện của Hồng Trinh mới đây thôi, còn hồi trước thì Hồng Trinh chỉ có mà theo dõi Tổng thống Trump, tại vì Hồng Trinh rất là ủng hộ Tổng thống Trump đó quý vị đó. Thì cái sự việc như vậy thì rất nhiều người Việt sau đó đã rất thất vọng với cái nhân vật mà đúng là họ gọi như vậy. Ngay cái lúc đó thì Hồng Trinh cũng suy nghĩ thì mình, tại vì mình ủng hộ sai lầm và mình nghe theo cái lời kêu gọi để mà làm một cái việc. Quý vị ơi, họ nhờ Hội Phụ Nữ Quốc tế đứng ra để kêu gọi cho cái bà mũ nấm này đó. Hồng Trinh nói ngay cái lúc đó rất là nhiều người ở Cali đó thì gọi tên là mũ nấm,
rồi những cái người ở bên Hồng Trinh ở mà họ làm về YouTube hay họ làm gì đó là họ thật luôn đó, là họ họ rất là thất vọng, mà họ họ rất là tiếc cho tổng thống Trump, mà tiếc cho phu nhân tổng thống Trump là đã bị lôi vào cái câu chuyện để đem một cái nhân vật giả mạo như vậy sang bên Mỹ đó. Thì cái câu chuyện này nó mới đây thôi, thành ra là Hồng Trinh biết là gọi là khi đó cái câu chuyện nó xảy ra thì tổng thống Trump ở vào cái thời kỳ là mới bắt đầu thôi, là nó ở khoảng năm 2016 đó quý vị, là nó đang rầm rộ hơn hết, là khóc lóc kể lể nhiều nhất, là mau lên cứu nữ anh hùng ra khỏi nước Việt Nam đó quý vị đó. Thì cho tới bây giờ thì nó trải qua, thì mình tính cái thời gian đó thì quý vị biết là cũng 6 năm 6 7 năm, đúng vậy đó quý vị, 7 năm đi, là tại vì trước đó đã có kêu gọi rồi, cho tới khi mà họ làm cho tổng thống Trump đang ở cái lúc đó là tự nhiên liên quan vào cái sự việc đó, đó. Để Hồng Trinh nói cho quý vị nghe, sau đó tất cả những cái người nào mà vô cùng thất vọng vì là người Việt, là một cái người vừa mới đi qua cái nước này mà cái sự việc đó đưa vào cái hội phụ nữ quốc tế, mà đã ngay tức thì cho người ta nhìn thấy là người phụ nữ Việt Nam đó là cái người vô cùng phản chủ như vậy, vô cùng phản phúc như vậy đó, phản phúc vô ơn và cắn người ơn như vậy đó. Đối với Hồng Trinh là quốc tế họ không nhìn thấy cái gì xấu ở nước Việt Nam cả, họ không nhìn thấy cái sự gọi là chèn ép nhân quyền gì cả, mà ngay trước mắt họ cả quốc tế đang nhìn thấy là một cái người gọi là được dân Việt Nam ở hải ngoại này đem lên cái chức nữ anh hùng tranh đấu cho nhân quyền, bây giờ trước mắt họ chỉ là chết tụi bay chưa, bị gạt rồi đó. Hồng Trinh nói cho quý vị nghe là bị những người kêu gọi gạt, những người mà rớt nước mắt thương tiếc cho một cái nữ anh hùng tranh đấu cho nhân quyền dân Việt Nam đang bị bóp mồm bóp miệng đó quý vị đó. Như vậy thì như Hồng Trinh nói đó, một cái tấm chân dung của cái ông đó bỏ ra 5.000 đô để mua, sau đó ông hạ xuống, ông tức mình, ông tuyên bố là ông giục thùng rác quý vị đó. Cái câu chuyện này đối với những người ở tuổi Hồng Trinh và những người ủng hộ tổng thống Trump và những người YouTuber người Việt Nam mà có ủng hộ tổng thống Trump đó, không thể nào quên được. Mà quý vị có biết như thế nào không? Những cái người mà họ lên tiếng, họ kêu gọi, họ kêu gọi tiền bạc, họ kêu gọi rất là nhiều thứ đó quý vị. Họ không hề lên tiếng nói một câu nào. Lúc đó Hồng Trinh cũng nói là cái sự việc rõ ràng là như vậy rồi đó. Cái bà này đúng là bắt ở tù đó là cũng đúng rồi, là tại vì sau khi bà được sang bên Mỹ đó, là cái cách nói chuyện với cái những cái gì của bà đó thì đúng là đồ mất dạy đó quý vị đó. Anh hùng tranh đấu cho nhân quyền ở đâu ra đó, ăn nói rất là mất dạy về cái người mà ra tay cứu mình ra khỏi cái tù đó, là phản ngay vợ chồng tổng thống Trump đó quý vị đó. Thì những cái người mà họ đứng ra kêu gọi về cái sự việc đó, họ không bao giờ lên tiếng nhận lỗi là chúng tôi đã sai lầm rồi. Cái sự việc đó là chúng tôi đã kêu gọi để đem một cái người không xứng đáng, cái đó là sai lầm của chúng tôi. Có không quý vị? Thí dụ như Hồng Trinh ngồi ở đây, Hồng Trinh nói cho những người mà ủng hộ Tổng thống Trump ở cái giai đoạn đó. Đó. Hồng Trinh lấy một thí dụ đi, anh Ngô Kỷ, thí dụ như vậy đó. Thí dụ như anh Mái Dũng Tàu, thí dụ như những cái người mà gọi là nổi tiếng ở những cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó quý vị, cũng có ghi nhận là một cái người nghệ sĩ, cái người đúng là tên là bé tí đó quý vị đó, cổ cũng hết sức phẫn nộ khi mà cổ thấy cái bà mẹ nấm này đi phản như vậy đó quý vị. Thì bây giờ Hồng Trinh có những cái nhân chứng đó, Hồng Trinh không quen biết, Hồng Trinh không đem tên của những người đó ra để làm cái mục đích gì cả. Hồng Trinh chỉ hỏi rằng ở cái thời gian đó thì người Việt hải ngoại ở Cali và ở Texas quý vị,
rất là phẫn nộ. Thì có ai nghe được những người mà đứng ra nói rằng là tôi là cái người đứng ra kêu gọi để giải thoát cho nữ anh hùng đang tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Những người đó họ có lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Việt một câu nào không quý vị? Hay là họ im luôn, kêu là im luôn theo cái kiểu ngậm miệng ăn tiền đó quý vị? Đó. Hồng Trinh nói như vậy để Hồng Trinh nói cho quý vị tại sao ngày hôm nay Hồng Trinh nói ra cái điều này. Là tại cùng là phụ nữ với nhau đó, Hồng Trinh cũng chẳng muốn, hồi đó Hồng Trinh cũng đi theo cái câu chuyện của Tổng thống Trump, nhưng mà Hồng Trinh chỉ đi theo với lại những cái group của người Mỹ, và Hồng Trinh trực tiếp ở trên Facebook của Tổng thống Trump, và tất cả những cái lời kêu gọi của những cái thí dụ như các senator đó, thí dụ như Hồng Trinh theo dõi senator của Ohio, của North Carolina, đó là những vị mà tranh đấu nhiều nhất, mà binh vực và bảo vệ Tổng thống Trump nhiều nhất đó. Ở cái thời gian đó thì hoàn toàn Hồng Trinh hoàn toàn rất là xa lạ với cộng đồng Việt Nam. Tại vì Hồng Trinh chỉ ở đây là một cái nhân vật nhỏ bé thôi, rồi ai chạy đến với mình thì chị ơi, em mới qua, hay là cô ơi con bây giờ cần cái việc này, bây giờ làm sao. Hồng Trinh chỉ hoạt động vậy thôi. Nhưng mà sau này thì Hồng Trinh đang nói, mà ông xã của Hồng Trinh cũng nói rằng là mình làm cái gì mình cũng phải trách nhiệm cái việc mình làm. Thì bây giờ Hồng Trinh cũng là vậy. Chứ Hồng Trinh không phải tự nhiên đi lên trên mạng nói chuyện với quý vị rồi nửa chừng Hồng Trinh bỏ cái việc, bỏ nửa chừng. Hồng Trinh không phải là cái người như vậy đó. Hồng Trinh chỉ muốn cho quý vị biết là cái sự quan hệ của Hồng Trinh với em Quốc Võ đó không có thân thiết gì cả, không có là gì cả. Hồng Trinh chỉ có làm một người chọn cái kênh của em Quốc Võ để đưa cái tiếng nói của Hồng Trinh tới quý vị thôi đó. Thì Hồng Trinh là một cái người văn nghệ, thì em Quốc Võ cũng là một cái người rất là tài hoa như quý vị biết đó. Thì khi chị em gặp nhau thì mình chen cái sự việc nói chuyện văn nghệ vô thì có đó. Chứ Hồng Trinh không phải là làm cái sự việc này là có cái việc gì để làm. Thành ra những gì Hồng Trinh nói đó là cái việc Hồng Trinh nói hoàn toàn không liên quan gì tới em Quốc Võ cả nha. Đây là những gì Hồng Trinh biết và Hồng Trinh chia sẻ sự thật với quý vị. Thì đối với Hồng Trinh thì cái sự thật và lời thật là cái sự cần thiết cho Hồng Trinh. Chứ Hồng Trinh không cần gì khác. Trinh không cần, giống như là ôi bây giờ mình đi lên mình phải làm sao cho nó đẹp, hay là làm sao cho nó làm sao đó. Hồng Trinh không phải là một phụ nữ đẹp, Hồng Trinh là một cái bà già, một cái người lớn tuổi, là Việt Nam mình kêu là bà ngoại, bà nội, bà ngoại rồi đó quý vị. Tại vì Hồng Trinh có cháu nội, cháu ngoại, tuổi Hồng Trinh lớn rồi đó. Thì Hồng Trinh không quan tâm về cái vấn đề gì cả. Hồng Trinh chỉ quan tâm về cái vấn đề xã hội và cái vấn đề những cái người mà lợi dụng những cái sự kiện đang xảy ra ở bên Việt Nam đó để mà trục lợi cá nhân. Bây giờ Hồng Trinh hỏi tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump, rất nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ Hương Lan nè, hai vợ chồng cô làm cho Hồng Trinh rất là vui khi thấy mà cổ đi ra để mà đó, không cần biết ai nói gì, cổ rất là bình dân và là một công dân Mỹ đi ủng hộ vị tổng thống mà mình thấy là xứng đáng để là người tổng thống của mình. Ví dụ như cô em bé tí, hoặc là những cái người như thậm chí như anh Nguyễn Tiến Dũng và anh Nam Quang, thì là Hồng Trinh nhớ không lầm thì ngay cái thời điểm đó thì anh Nguyễn Tiến Dũng cũng có một thời hợp tác với cô bé tí trên kênh YouTube đó. Thì có phải là đều là đồng lòng ủng hộ Tổng thống Trump, có những cái cuộc mà đi ra gọi là vận động cho Tổng thống Trump rất là hùng hậu ở Cali đó. Như vậy có ai nghe qua một cái người nào mà lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Việt, là tôi xin lỗi đã bảo đã lên tiếng để mà tranh đấu để mà
đem một con chó phản chủ đi sang bên Mỹ, có hay không quý vị? Rất là chua xót khi mà Hồng Trinh nhìn thấy vợ chồng Tổng thống Trump bị người Việt của mình đưa vào cái thế. Đúng như vậy, tại vì đi lên hội phụ nữ quốc tế mà bây giờ đây là nữ anh hùng của bao nhiêu chữ ký của người Việt Nam yêu cầu bà là cứu nữ anh hùng tranh đấu cho nhân quyền từ cái nước gọi là bóp mồm bóp miệng dân như vậy, mà bây giờ bà là một cái người gọi là tân tổng thống phu nhân đó, hay là bà đang làm ông bà đang là ứng cử viên của chức vị tổng thống của nước Mỹ mà bao nhiêu cái chữ ký như vậy để yêu cầu bà lên tiếng cứu nữ anh hùng ở trong nước của họ đang bị như vậy mà bà không ra tay cứu. Đó. Những cái người mà họ tổ chức những cái cuộc như vậy, họ đứng ra họ vận động dân là phải cứu cái người đó ra khỏi nước Việt Nam đó quý vị, có bao giờ mà họ chính thức họ học của nước Nhật hay là nước Hàn hay là những quốc gia khác mà họ đứng ra cả một cái tổ chức của họ để kêu gọi cái sự việc đó đứng ra cúi đầu xin lỗi, có hay không quý vị? Không, im luôn, ngậm miệng ăn tiền luôn đó. Thế bây giờ cái sự việc mà Thiền Am bên bờ vũ trụ cũng vậy, chúng ta thấy có một cái kênh YouTube gọi điện thoại cho những phụ nữ khóc lóc kêu gào, chỉ có là wow, bây giờ nó là như vậy đó, bây giờ các thầy đang bị như vậy, các em đang bị như vậy đó, khổ lắm, nước ngập vô nhà, thương lắm, như thế nào đó, ok đó. Rồi Hồng Trinh không có muốn cái sự việc như vậy nó xảy ra quý vị ơi. Cái sự việc đó cho đến cái giai đoạn này, chúng ta sống ở hải ngoại thật đó, chúng ta đều phải tôn trọng cái quốc có quốc pháp, gia có gia quy quý vị. Hồng Trinh rời khỏi nước Việt Nam rồi, Hồng Trinh cũng mong rằng chỉ có là như vậy thôi. Dân của quốc gia nào phải tuân thủ quốc pháp. Đó. Hồng Trinh sống ở nước Mỹ đó, Hồng Trinh không có dám làm gì sai đâu quý vị. Đó. Ở nước Mỹ này, quý vị nào sống ở các nước khác thì đừng bao giờ nghĩ rằng nước Mỹ dân muốn làm gì làm, đâu có đâu quý vị. Kể cả cái hiến pháp mà nói rằng là điều thứ nhất của hiến pháp Mỹ đó quý vị tự do ngôn luận, tự do báo chí đó quý vị. Họ sử dụng sai cái quyền đó rồi quý vị. Đâu có ai mà cho cái quyền đi lên những cái kênh YouTube để mà muốn nói cái gì ai thì nói, nó đâu phải như vậy đâu quý vị. Đó. Thì quý vị cứ nhìn đi, chẳng lẽ Hồng Trinh phải chứng minh? Hồng Trinh thì không muốn là người chứng minh, là tại vì cái mức độ đó Hồng Trinh chấp nhận cái chuyện là đó, ok nè, cho em như vậy một chút thôi. Nhưng thử đụng tới Hồng Trinh đến một cái mức độ nào đó đó, coi ông xã của Hồng Trinh có để yên không. Đó, thành ra là đâu ai có quyền nói gì Hồng Trinh như vậy. Hồng Trinh nói sự thật nè, đây là Hồng Trinh nói sự thật thì được, tại vì những gì Hồng Trinh nói đều là sự thật đó quý vị, thì được, thấy không? Còn dựng chuyện đem người ta lên nhạo báng rồi sỉ nhục người ta, rồi đem hình đem ảnh người ta lên, ai cho cái quyền đó quý vị? Không hề có đó. Rồi Hồng Trinh là phụ nữ thật đó, nhưng mà ở đây các em quý thờ sư tỷ là tại vì Hồng Trinh chơi rất là đẹp quý vị. Hồng Trinh không chấp ai đâu, Hồng Trinh cũng không làm gì ai đâu, nhưng mà phải như thế nào với Hồng Trinh đó nha, chứ đừng có mà thấy Hồng Trinh không nói gì thì ra bắt đầu chơi hỗn đó, là không xong với Hồng Trinh đâu. Sự thật nó là như vậy. Thì là bây giờ Hồng Trinh đang nói như vậy đó, những cái người mà đã từng tổ chức đem mẹ nấm sang bên này nè, xong rồi sau đó chửi tổng thống của nước mình như vậy đó quý vị, họ có lên tiếng họ nói là đó là sai lầm của chúng tôi, có hay không quý vị? Có, ngậm miệng ăn tiền luôn. Cái thời gian họ vận động đó, Hồng Trinh đã nói rồi,
một cái bức chân dung của cái bà mẹ nấm đó đó, cái người mà họ mua đó, $5,000 quý vị. Rồi còn những cái việc khác nữa là tại vì họ tổ chức những cái cuộc bán đấu giá này để lấy chi phí để mà lo cho cái việc đó. Nhưng cái trên thực tế ra thì ai lo quý vị? Chi phí của cái bà đó bay qua đây ai lo quý vị? Cái ông Chính nói luôn, thủ tục để mà làm cho bà qua đây không có luật sư nào hết trơn, không tốn tiền luật sư, cũng không có tốn tiền vé máy bay, không tốn gì hết đó quý vị. Thì cái tiền đó đi đâu rồi quý vị? Thành ra họ ngậm miệng ăn tiền luôn. Có thích Hồng Trinh nói, Hồng Trinh nói ra hết sự thật. Đừng có kêu gọi cái kiểu ô bao nhiêu những cái người đang bị đàn áp tôn giáo, các trẻ em mồ côi đang đói khổ, đang bị ngập nước trong thiền am, phải làm sao đi quý vị? Nó đâu có phải là thầy tu, cũng đâu phải là trẻ mồ côi đâu. Đó. Thành ra đừng có nói ô cái cô gì, cô Vòng Kim Xuân này nè, là cổ là thầy tu, cổ là nữ tu, cổ đang nuôi trẻ mồ côi, làm ơn giùm, ngưng giùm. Tại vì Hồng Trinh bị qua cái vụ của mẹ nấm đó, Hồng Trinh hy vọng là người Việt của mình đã học qua cái bài học đó và cùng với Hồng Trinh ngưng những cái mà gọi là đó, dùng những cái mình cho là drama đi, dùng những cái drama đang ầm ĩ ồn ào ở bên nước Việt Nam để rao bán cái đất nước Hồng Trinh từng sinh ra và từng lớn lên ở đó. Đó. Có người nói với Hồng Trinh là chị Hồng Trinh ơi, chị mà nói như vậy đó, người ta nói chị là cộng sản đó. Hồng Trinh chỉ là một cái phụ nữ rất là bình thường. Hồng Trinh chưa về qua Việt Nam lần nào. Hồng Trinh sống ở bên nước Mỹ này từ cái ngày Hồng Trinh còn rất là ít tuổi quý vị. Đó. Trinh còn trẻ chứ không phải là ít tuổi, còn rất là trẻ. Đó. Hồng Trinh chỉ là một cái công dân Mỹ bình thường thôi. Chứ Hồng Trinh chẳng là nhân vật gì hết đó. Đừng có mà chụp mũ đổ thừa cái gì Hồng Trinh nha. Hồng Trinh là như vậy nè, anh đúng là anh đúng, anh sai là anh sai. Hồng Trinh sống ở nước Mỹ này suốt cái thời gian nào cũng vậy hết đó. Nếu như một cái người đó họ là cộng sản nhưng mà cái việc của họ nói và cái việc của họ làm là đúng thì cái người đó là đúng. Còn anh nói là anh sống ở bên Mỹ này, anh ở trong quần máy chính phủ gì của nước Mỹ đó, mà anh hành xử sai, mà anh làm những cái việc sai thì là anh vẫn là người sai. Mà Hồng Trinh vẫn lên tiếng là anh làm như vậy là sai. Đó, quý vị có nhớ cái sự việc mà họ giống như là họ... Hồng Trinh nếu mà mình dùng tiếng dân giả, dân tiếng bình dân của Việt Nam mình đó, là đúng là ăn hiếp Tổng thống Trump quý vị. Đó. Họ tạo ra một cái cuộc họp đó mà họ... Cái đảng Dân Chủ của họ tự nhiên là rút xuống nhà hầm đó, cái tiếng... Đó, cái tiếng Anh của mình gọi là ở basement, còn cái tiếng Việt của mình là cái tầng hầm đó quý vị. Họ xuống dưới đó họ nhốt hết các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ở bên ngoài, họ ở trong đó rồi họ kêu là họ họp công khai, mà là họ kêu là họ họp gì đó quý vị. Thì những cái sự việc đó dù họ đang làm trong chính phủ thì Hồng Trinh vẫn nói là anh sai rồi. Đó, chứ đâu phải là Hồng Trinh có cái... Đâu phải là Hồng Trinh cứ phải là hùa theo hay là phải như thế nào mới đúng đâu quý vị. Hồng Trinh là một cái tiếng nói lên sự thật và nói lên lẽ phải. Bây giờ thí dụ như ai hồi đó ai cũng nói là như vậy nè. À, chị Hồng Trinh ơi như vậy là ông Ngô Kỷ ông như vậy là ông không đúng, ông như này như kia. Anh Ngô Kỷ ở cái thời gian đó đó thì là anh chỉ lên tiếng về Thúy Nga một cách rất là gắt gao và một cách rất là không tôn trọng và một cách rất là bất công về phần Thúy Nga thôi. Còn ngoài ra sau cái việc đó thì anh Ngô Kỷ vẫn là cái người mà Hồng Trinh tôn trọng, vì là cái cách nói chuyện của anh hay là anh làm cái gì đó, nhưng mà anh có cái đường lối và có cái lý tưởng của anh. Hồng Trinh chỉ có qua cái thời gian của em Thúy Nga anh lên tiếng rất là sai thì là anh sai, còn bây giờ anh không đụng chạm gì nữa, anh lo cái việc khác của anh.
thì Hồng Trinh với anh không có vấn đề gì đâu nha quý vị. Đó thì cũng như Hồng Trinh nói như vậy nè, hoàn toàn không liên quan gì đến em Quốc Võ. Em Quốc Võ nhỏ hơn Hồng Trinh rất là nhiều. Lấy cái tư cách gì và lấy cái quyền gì mà nói là chị Hồng Trinh nói việc này đi, chị Hồng Trinh đừng nói cái việc kia. Đó. Đây là tất cả những gì Hồng Trinh đang nói không hề liên quan đến một cái nhân vật nào cả. Thành ra là Hồng Trinh cũng yêu cầu tất cả những cái YouTuber gì đó làm ơn là đừng có lôi em Quốc Võ vào cái những cái câu chuyện mà Hồng Trinh đang nói mà đã nói hay là như thế nào đó, là tại vì cái đó là những sự gọi là cái đó là sự hiểu biết của Hồng Trinh và cái lời nói của Hồng Trinh, mà chính Quốc Võ cũng phải tôn trọng cái lời nói của Hồng Trinh, mà cái sự thật mà Hồng Trinh nói ra chính Quốc Võ cũng phải tôn trọng đó. Bây giờ Hồng Trinh muốn nhờ quý vị, tại vì Hồng Trinh là một cái tiếng nói rất là nhỏ bé, Hồng Trinh không là cái nhân vật gì cả. Hồng Trinh là một người vô cùng, gọi là hồi trước Hồng Trinh chỉ có sống ở cái vùng này và sinh hoạt những cái việc mà Hồng Trinh làm được cái gì cho gọi là đồng hương của mình thì Hồng Trinh sẽ làm, chỉ vậy thôi. Thành ra nếu như quý vị có thể thì quý vị giúp cho Hồng Trinh là share cái tiếng nói của Hồng Trinh, chia sẻ cái lời nói của Hồng Trinh để cho người khác không có bị lừa gạt đó quý vị. Đó. Hồng Trinh không thật là đau lòng khi mà nhìn thấy cái vị đó tháo cái tấm chân dung mà ông bỏ $5,000 ra để ông ủng hộ cái sự việc đó đó quý vị. Đó, ông tháo xuống bằng một cách rất hết sức là ân hận, rồi ông đem đi bỏ, ông bỏ thùng rác đó quý vị. Đau lòng không? Nếu mà $5,000 đó đem giúp những hoàn cảnh nhà tranh bách nát gì ở bên Việt Nam đó quý vị, còn rất là dân, nhiều người họ khổ lắm. Họ khổ không phải là họ làm biếng, họ không muốn đi làm, không phải như vậy, nhưng họ chỉ bị bệnh. Họ bị bệnh xong, sau khi họ ra khỏi bệnh viện đó, tất cả những cái tiền gì của họ đã trả vô trong viện phí hết rồi. Sau đó họ mất việc làm vì họ mất khả năng làm việc. Sau khi họ phải cưa đi một cái chân hay là họ phải cưa đi một cái cánh tay của họ đó quý vị, thì là họ mất khả năng để đi làm việc. Sau đó đó thì nước Việt Nam của mình đâu có những cái chương trình phúc lợi như ở bên này quý vị, có thì cũng ít lắm quý vị, thì là không có nhà ở, thì rốt cuộc là sao quý vị, là cái cảnh sống là sống ở trong cái chòi chỉ đủ chui vào để ngủ thôi đó quý vị, những cái hoàn cảnh đó thì giúp. Còn đây cái thiền am bên bờ vũ trụ đó là họ là một cái đại gia đình, họ là một cái đại gia đình cùng huyết thống. Thành ra là đừng có tiếp tục lừa gạt như vậy nữa. Khi quý vị lừa gạt như vậy đó là quý vị rất là khinh thường nước Mỹ, gọi là chính phủ Mỹ ngu lắm. Mình giờ mình cứ lừa như vậy đó. Còn các Việt kiều ở bên, gọi là kiều bào ở bên các nước ở trên khắp thế giới này đó cũng ngu lắm. Mình cứ đi lên cái kênh đó đó, mình khóc lóc như vậy đó, kê mình lại lừa được y như mình lừa cái vụ mụ nấm đó quý vị. Đó, như vậy thì cái việc đó phải ngưng. Tại vì quý vị có biết không, nếu mà cái sự việc đó mà nó có thật đó, nếu mà nó có thật là bây giờ họ vẫn còn đang điều tra, mà họ đâu có mà tuyên bố những cái sự việc mà họ họ phải tìm hiểu và họ phải điều tra, tại vì họ có rất là nhiều cái chứng cớ nó rõ, quá rõ ràng cho họ như vậy. Thì cái sự việc nào cũng phải tôn trọng cái luật pháp của cái nước Việt Nam đó. Nước Việt Nam có luật, nước Mỹ cũng có luật đó. Đừng làm như vậy nữa, đừng có lừa gạt người ta nữa. Và tại vì $20 của ai, $10 của ai, $100 của ai cũng là tiền mồ hôi nước mắt của người ta làm ra. Mà những cái mảnh đời đáng giúp đỡ ở bên Việt Nam đó quý vị rất là nhiều, không phải là như là người ta hát bolero mà như thế nào, không phải vậy, mà là họ bị tai nạn, họ bị những cái biến cố gì đó,
thì là họ mất khả năng lao động. Rất là thương tâm quý vị đó. Thì không thấy kêu gọi. Thì như vậy Hồng Trinh không muốn cái lịch sử của cái câu chuyện mà cứu con rắn qua, nó cứu con rắn xong đó, xong nó quay lại nó cắn nọc độc vào cái người mình trước khi mình chết. Nó nói rằng nó lại nói rằng tôi là rắn. Quý vị hiểu không quý vị? Hồng Trinh xin chia sẻ đến quý vị đến đây thì là Hồng Trinh sẽ quay trở lại để tiếp tục nói rằng người Việt với nhau, chúng ta đừng lừa gạt nhau. Mình có đi đến đâu đi chăng nữa thì nước Việt Nam vẫn là quê cha đất tổ của mình, vẫn là nơi sinh ra mình. Cha mẹ của mình cũng được sinh ra từ đó, ông bà của mình cũng được sinh ra từ đó. Bây giờ họ có làm cái việc gì sai trái đó, thì dân ở trong nước đó, bây giờ họ tự do lắm quý vị, họ lên tiếng đâu có ai nói gì đâu. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái cô gái cổ lấy cái guốc của quăng lên cái bà ngay cái cuộc họp gọi là giống ở đây nè, là họ họp để mà họ nghe cái thỉnh nguyện của dân đó. Cái cô gái cổ lấy nguyên một cái chiếc guốc cao gót cổ liền lên cái bà đó đó quý vị đó. Họ tự do cho dân có quyền lên tiếng, báo chí cũng đăng lên tùm lum đó quý vị. Rồi cái cô gái đó cổ đâu bị gì đâu quý vị, cổ chỉ có bị phạt một chút tiền thôi à đó. Thì ở đâu ra mà có cái chuyện mà đàn áp tôn giáo với đàn áp trẻ mồ côi mà tung tin xấu như vậy để mà làm cho nước Việt Nam mang tiếng, với lại làm cho kiều bào ở bên nước Mỹ lại bị dẫn dắt sai lầm mà tốn rất là nhiều tiền. Hồng Trinh cũng rất là đáng tiếc cho anh mà bỏ 5.000 đô la ra, anh không hề tiếc tiền 5.000 đô của ảnh. Nhưng mà anh tiếc rằng là anh đã mua cái tấm ảnh của một cái con người gọi là vô cùng xình lầy như vậy để treo lên cái tường ở văn phòng của ảnh bằng đó lâu. Và đối với cái nhân vật đó 5.000 đô đối với ảnh chẳng là gì cả. Như cái sự tức giận của ảnh rằng mình đã treo rác ở trên tường của mình. Như vậy thì kết quả là sao? Rác phải thuộc về rác thì anh vứt vô thùng rác. Đó, Hồng Trinh chia sẻ đến đây, Hồng Trinh xin tạm biệt quý vị nhé. Và Hồng Trinh cũng mong là quý vị hiểu cái mục đích của video của Hồng Trinh là không muốn kiều bào ở nước ngoài gọi là ở các quốc gia trên thế giới lại bị lừa gạt đó quý vị. Đó, thì quý vị giúp Hồng Trinh chia sẻ tiếng nói của Hồng Trinh. Hồng Trinh chỉ nói lên cái lời thật, thành ra là quý vị bỏ qua cho gọi là Hồng Trinh không phải là một cái người trước khi mình lên nói chuyện sẽ phải ăn mặc cho sang trọng vô hay là phải thế nào cho mà mình đẹp hay mình gì. Hồng Trinh không phải như vậy, thành ra là quý vị bỏ qua cho cái sự xuất hiện của Hồng Trinh có đôi khi rất là bình dân và rất là không quan tâm đến cái dung mạo của mình đó quý vị, bỏ qua cho Hồng Trinh. Cũng như lời nói cũng vậy, lời thật thì không thể nói khéo được quý vị. Hồng Trinh lại cũng không phải là một cái người chuyên nghiệp để mà phát ngôn gì cả, thành ra là cái lời ăn tiếng nói đó quý vị chỉ lấy được cái đại ý của cái lời thật của Hồng Trinh thì Hồng Trinh vô cùng cảm ơn. Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị, và Hồng Trinh sẽ trở lại để tiếp tục câu chuyện của sự lừa gạt. Đó là người Việt với nhau mà lừa gạt nhau đó quý vị. Lừa gạt đến tầm quốc tế đó quý vị. Cái sự việc này nó sẽ đưa đến tầm quốc tế đó quý vị. Hồng Trinh xin cảm ơn quý vị. Bye bye. Nhớ share video cho Hồng Trinh nhé.